Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho người nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Và điều này nữa, ai xin thì hãy cho, ai lấy gì của anh em thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời sẽ thật lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Dạ, thưa Đức Chúa, tôi muốn hỏi người một câu có được không ạ? À, ông thông luật đấy à, ông muốn hỏi tôi điều gì? Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Trong luật đã viết những gì? Ông đã đọc kỹ, nói đi xem nào. Dạ, thưa Thầy, trong luật đã viết, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Phải làm như vậy là sẽ được sống, đúng thế hả Thầy? Đúng thế. Nhưng thưa Ngài, ai là người thân cận của tôi? Là người thân cận của ông, ở trong thiên hạ chắc không thiếu gì. Tôi kể một chuyện ly kỳ, nghe xong ông biết làm gì tiếp theo. Ca cảnh trèo, dụ ngôn, người Samaritano nhân hậu. Kịch bản, văn nhân. Đạo diễn, Hằng Nga, Văn Tuấn. Âm nhạc, Xuân Trường. Giáo phận Thái Bình trình diễn. Thôi bay! Dạ! Nghe tao nói đây! Dạ! Có điều gì đại ca cứ dạy! Bây giờ chúng mày cứ tha hồ ăn uống no say, nhưng phải tính để chờ cơ hội mà ra tay hành động. Rõ chưa? Dạ! Thưa đại ca, chúng tôi xin nhớ! Còn một điều này nữa, bây giờ tao cùng chúng mày thành một băng nhóm cướp ngày cướp đêm, biết bao phi vụ rất êm, của cái cướp được nhiều thêm bạc tiền. Có tiền đời sẽ lên tiên, muốn gì được nấy chẳng phiền chẳng lo. Hôm qua cướp được món to, hôm nay tao sẽ thưởng cho chúng mày. Dạ, cảm ơn đại ca. Này thoái, này cây, đây bạc vàng. Từ lâu nay đi chụp giật lớn, lấy từ em thời trông thấy có một thằng đi đây với chú. Thế hả? Chúng mày đâu? Hả? Phục sẵn chờ đợi. Một hai thằng ra giả vờ làm quen bắt chuyện. Khi nào tao ra ám hiệu là chúng mày phải hành động ngay, không để cho nó cao chạy xa bay, càng không kịp trở tay đối phó. Rõ chưa? À. Kìa, chào các anh. Các anh cho tôi hỏi thăm, đường từ đây xuống Jericho còn xa không ạ? Thảo nào mà tay sách nách mang, hành lý tư trang chắc có nhiều tiền bạc. Hãy đưa cho bọn tao kiểm soát, xong đâu đấy rồi mày mới được đi. Vậy ra các người là
là cướp. Cướp nhiều năm liền, cướp qua thâm niên, là cướp chuyên nghiệp. Mày muốn yên phận, tiền bạc nôn ra thì chúng ta tha, không thì mất xác. Nếu không đưa thì sao nào? Thì chúng ta sẽ cho mày biết thế nào là thân lừa ưa nặng. Chúng mày đâu? Hả? Đánh như tử thằng này cho tao, rồi lột sạch tư trang hành lý. Tao không ngờ chúng mày là một lũ đê tiện, là một lũ mất hết lương tri, đúng là một lũ mặt người dạ thú. Chúng mày có còn là người nữa hay không? Còn chứ, chúng tao vẫn là người. Nhưng mà con ơi, người đi ăn cướp của người mặc mày nằm đấy, ôi à, chê cười bọn tao. Đi thôi chúng mày, mặc xác nó nằm đây mà chờ chết con ạ. Trời đất ơi, đang nhiên đang lành bỗng dưng mắc họa. Cõi thế gian này không có chuyện gì không thể xảy ra. Số tiền bạc tích góp cho một chuyến đi xa, trong phút chốc bỗng thành tay trắng. Nào thân như tôi, thân tôi nào có đâu ngờ, chứ bao nhiêu mà tiền bạc ấy là để bây giờ trắng tay. Hỡi trời cao, có thấu cảnh tình này, giờ tôi biết làm để sống được qua ngày. Thầy Tư Tế ơi, dừng lại con bảo cái này đã. Có chuyện gì vậy con? Nghỉ một lát đã thầy ơi. Con thấy mệt mỏi rã rời cả chân tay. Này con, ta phải nhanh chóng đi ngay, không nghỉ chân ở nơi này được đâu. Sao lại không nghỉ được ạ? Vì ở nơi đây là một vùng núi cao hiểm trở, bốn bề heo hút vắng lặng như tờ. Bọn cướp hay lợi dụng thời cơ rình mò dò la giết người cướp của. Nếu nghỉ chân ở giữa nơi núi rừng hiểm trở, chưa biết chừng thầy trò ta sẽ gặp bọn cướp xông ra, thì không những khuynh gia bại sản mà còn bị sứt đầu mẻ trán như chơi đó con ạ.
Ui giời ơi, nghe thầy nói làm con sợ quá. Thầy ơi, thế thì phải đi ngay thôi thầy ạ. Sao lại có người nằm bất tỉnh ở đây thế này nhỉ? Tôi đây, thưa ông. Tôi vừa mới bị bọn cướp giật, đánh đập dã man rồi lột hết tư trang. Chắc ông là người tư tế đàng hoàng, xin ông cứu tôi được tai qua nạn khỏi. Ông hãy giúp tôi ra khỏi nơi này, kẻo bọn cướp nó quay lại ngay, nó sẽ ra tay đánh tôi chết mất. Tôi nói thật, tôi không giúp anh được. Tôi không muốn can dự vào chuyện này, kẻo lại mắc họa vào thân. Thôi, tôi đi đây. Tôi đây là thầy Lê Vi, mỗi khi có việc phải đi đường này, lúc ban tối lúc ban ngày, còn sống trên cõi đời này còn đi. Này hai đệ tử, dạ. Hai đệ tử thân tín của ta, hôm nay hành hương một chuyến đi xa, ta chắc chắn rằng các ngươi đã mệt. Dạ, đúng là hai thằng em đã thấm mệt, vì rượu thầy đưa uống hết mất rồi. Xin thầy cho được nghỉ ngơi, uống 5 ly rượu xong rồi lại đi. Rượu đầy ta chẳng thiếu gì, các ngươi cứ việc tì tì uống chơi. Nào ngồi xuống đây, sắp vài ngụm cho đã. Cái gì thế này? Hai thằng đệ tử, chúng mày lại xem. Thầy cứ để mặc chúng em, hai thằng đệ tử lại xem cái gì? Quay lại, cái gì lại tròn tròn như người nằm thế kia nhỉ? Úi dồi ôi, úi dồi, người à, người à. Vâng vâng, tôi đây, tôi vừa bị cướp. Thầy Lê Vi ơi, xin thầy giúp tôi, mau chóng đưa tôi ra khỏi nơi này. Tôi xin đổi ơn và xin hậu tạ. Này anh bạn, tôi với anh là hai người xa lạ, tôi có thói quen không giúp đỡ ai cả, mà nếu giúp anh, tôi sẽ bị liên lụy, sẽ bị phạm luật của người Do Thái. Anh cứ nằm đây mà chờ người giúp đỡ. Còn tôi thì không thể. Tôi đi đây. Tư tế ơi là tư tế, Lê Vi ơi là Lê Vi, trông các người thật sang trọng uy nghi. Khi thấy người bị nạn lại ngoảnh mặt đi, xử sự như những kẻ vô tri vô giác. Lạ nhỉ, sao có người nằm bất tỉnh thế này? À phải rồi, chắc là gặp chuyện không may. Mình đầy thương tích, chân tay tím bầm. Nếu ai cũng cứ vô tâm, bởi chưng chẳng phải người thân ruột già, phớt lờ bỏ mặc người ta, chắc rằng số phận sẽ xa lìa đời. Dẫu cho vật đổi sao ý giời, trong tôi vẫn luôn giữ trọn những lời trái tim. Trái tim biết yêu đồng loại, cần phải giúp nhau trong nỗi đau cuộc đời, cho nên tôi chẳng thể xa rời.
con người đang lúc chơi vơi khiến tôi thương cảm muôn phần. Thương người như thế thương thân. À, sẵn có dầu có rượu mang theo, ta sẽ rửa và băng bó vết thương cho người ấy, cho vết thương mau khỏi mau lành. Cảm ơn ông. Ông là ai? Ông từ đâu tới mà đối xử với tôi như người thân máu mủ ruột già? Ta là người Samari. Trông thấy anh là ta đã hiểu ngay sự việc. Chắc chắn anh bị bọn cướp đánh đập và lấy hết tư trang, có đúng thế không? Thưa ông, đúng thế. Thôi, cũng là của đi thay người anh à. Con người là con của cơ mà. Thôi nào, ta đi. Ông đưa tôi đi đâu ạ? Tôi biết gần đây có một quán trọ, ta vào đó tá túc. Tôi sẽ lo liệu chăm sóc cho anh. Anh cứ yên tâm, đừng có ngại ngần, không việc gì phải băn khoăn lo lắng. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Ân tình này xin kết cọ ngọc vành. Anh không phải bận tâm về chuyện ơn huệ. Vốn tính tôi xưa nay là thế, sống ở nơi đây hay ở khắp bốn phương, việc làm của tôi chỉ là chuyện bình thường, là bổn phận, là tình thương đồng loại. Anh chẳng cần nghĩ ngợi làm chi. Nào, ta đi. Tôi đã kể cho ông nghe câu chuyện. Vậy theo ông nghĩ thế nào? Trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Vậy ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.